Chúng tôi xin mời quý vị sẽ cùng thưởng thức tiết mục hát then, một loại hình diễn xướng dân gian tổng hợp. Thưa quý vị, thực hành then là nghi lễ không thể thiếu trong đời sống tâm linh của người Tày, Nùng, Thái, phản ánh quan điểm của họ về con người, về thế giới tự nhiên và vũ trụ. Vào năm 2019 thì thực hành then đã chính thức được UNESCO ghi danh vào danh sách di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại.